kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Tân Á xin giới thiệu tới các bạn mẫu biệt thự 2 tầng Tân Cổ Điển, mang nét đẹp tinh tế sang trọng, được gia chủ vô cùng hài lòng. Hãy cùng Tân Á chiêm ngưỡng mẫu biệt thự ngay sau đây nhé. Có thể nói rằng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bạn sẽ vô cùng ấn tượng và choáng ngợp bởi vẻ đẹp cuốn hút của căn biệt thự 2 tầng Tân Cổ Điển sang trọng, nhẹ nhàng và quý phái này. Mẫu biệt thự của gia đình Bắc Châu sử dụng tông màu trắng nhẹ nhàng thuần khiết làm chủ đạo. Màu trắng không chỉ mang đến ngôi nhà tinh khôi mới mẻ mà còn tạo cho công trình thêm hài hòa, cân đối và vô cùng ấn tượng. Ngôi nhà được sử dụng bậc tam cấp, ốp đá granite có độ chịu cực lực cao, chống nứt vỡ theo thời gian. Trụ cột thiết kế vuông vức khỏe khoắn nhằm nâng đỡ cho hệ mái. Bên cạnh đó thì kết hợp khéo léo với hệ mái vòm, đặc trưng của vẻ đẹp Tân Cổ Điển cho công trình của gia đình Bắc Châu. Cửa chính sử dụng gỗ lim Nam Phi khung pano kính, chịu được thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam. Thay vào những mảng tường thô cứng là hệ thống cửa sổ sử dụng nhôm sinh pha kết hợp kính cường lực nổi bật trên nền tường màu trắng, giúp đón gió và đón ánh sáng được tốt hơn. Tiếp theo công năng được chúng tôi bố trí như sau. Với diện tích là 8,2 x 15,5 m², căn nhà của gia đình Bắc Châu được chúng tôi bố trí mặt bằng kiến trúc tầng 1 là gồm một phòng khách, phòng bếp cộng ăn, hai phòng ngủ, khu vực vệ sinh. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 được chúng tôi bố trí một không gian phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân phơi. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu biệt thự 2 tầng Tân Cổ Điển được Tân Á thiết kế cho gia đình Bắc Châu tại Hà Tĩnh. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy và gọi hotline cho chúng tôi nhé. Còn video của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.